Tôi thì đang ở một quận trung tâm của Paris, nơi mà dân cư ở đây được coi là có đời sống khá dư giả và nhiều người đã bắt đầu đi bỏ phiếu ở thời điểm này. Tôi đã bỏ phiếu cho ông Emmanuel Macron. Nếu tôi đi bỏ phiếu thì một trong hai người này, tôi sẽ bỏ cho bà Le Pen, bởi bà ấy ít ra thì cũng trả lại mọi thứ vào vị trí của nó. Và bây giờ thì tôi đang ở khu phố Belleville, một khu phố có thể nói là khá là bình dân với rất nhiều người có nguồn gốc nhập cư đa sắc tộc đến từ các nước châu Phi, châu Á và Trung Đông. Ở vòng bầu cử thứ nhất thì đây là khu phố mà người ta bỏ phiếu rất nhiều cho ông Mélenchon, một ứng cử viên của cánh tả. Còn ở vòng bầu cử thứ hai này thì không biết cái sự chọn lựa sẽ như thế nào. Ở thời điểm này thì nước Pháp đang lặp lại một bầu không khí giống như ở năm 2017, khi mà số phiếu bầu dành cho ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen là khá sát nút nhau. Vậy ai sẽ là vị tổng thống tương lai của nước Pháp? Chắc chắn rằng tối hôm nay nhiều người Pháp ra đường để bày tỏ sự hân hoan, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người xuống đường để bày tỏ nỗi thất vọng. Nên chính trị của Pháp đang đứng trước một cái giờ khắc khá là quan trọng. Hơn thế nữa, nó cũng đặc biệt quan trọng đối với bối cảnh chung của châu Âu giai đoạn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp trong những giờ tới. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Cộng hòa Pháp.